cái bối cảnh của bức ảnh đấy nó xảy ra một cách rất rất ngẫu nhiên. Người ta vào vùng dịch, lúc chia tay giữa người làm sao bắt cái tay để cho động cho người đẩy cho thêm người ta một cái sức lực, một cái động lực để có quyết tâm để chuẩn bị để mặc quần áo cho tất cả tình nguyện viên đấy, thì với cả y bác sĩ nữa. Thế xong rồi bắt đầu chuẩn bị lên xe, thì tại vì máy để trên tầng 2 ấy. Thế là lên xe thì mình chạy ra mình chụp vội. Vào ngày 10 tháng 5, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh chiếc xe máy kéo theo xe ba gác chở 5 nhân viên chống dịch. Bức ảnh được ghi lại tại xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Nhiều người nhìn thấy bức ảnh này đã rất xúc động với hình ảnh những y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Dưới trời nắng đầu hè, các nhân viên y tế mặc bộ quần áo bảo hộ kín mít lên chiếc xe kéo để về đến vùng dịch phun khử khuẩn. Là người xuất hiện trong bức ảnh, bác sĩ Trùy cho biết. Đó là huy động tất cả là lực lượng thanh niên rồi các lực lượng khác để toàn bộ để đi phun thuốc cho cả một thôn tương đối rộng, khoảng cách khoảng 2 cây. Trong cái đó là cái anh chở cái máy lên trên này. Thì tôi mới bảo anh thôi thì giờ có phương tiện tại chỗ, có cái gì tôi sử dụng cái này. Chở cũng nhân viên y tế, trong đó có một nhân viên y tế, còn 4 người khác là thanh niên tình nguyện. Người được ông bắt tay là anh Phạm Anh Phúc, y sĩ trạm y tế xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, được điều động sang xã Đồng Lạc để chống dịch. Tôi cũng rất là bất ngờ, bởi vì không nghĩ là cái ảnh được lan truyền rộng rãi như thế và được nhiều cái sự động viên, an ủi của mọi người. Chúng tôi thì cũng rất là xúc động và cũng cảm giác là vững tin hơn để cùng với tất cả các y bác sĩ trong xã Đồng Lạc nói riêng và toàn quốc nói chung là phòng chống dịch, đảm bảo tốt công tác phòng dịch để đẩy lùi dịch bệnh. Phó bí thư đoàn ấy, bạn ấy bảo là cô ơi, hôm trước cháu thấy hình như là cô đứng, cháu đi là cháu thấy cô ở trên tầng 2 chụp ảnh. Cô chưa có cái nào chuyển cho cháu với để cháu làm tư liệu của đoàn thanh niên. Thế là gửi cho cô cho cháu thôi. Chứ còn cô không phát tán đi đằng nào hết nữa cả. Thế tự nhiên hôm sau là thấy lên nó mầm luôn. Cái quê mình ấy, nó chỉ có thế thôi chẳng hạn ấy. Thì là nó cũng có một cái tí xúc động. Ví dụ là cái xe lôi đấy, ngay từ cái lúc bác trạm trưởng bảo là nhân thể cái xe mang máy lên đến đây rồi, thì là mình chở mọi người đi đỡ phải đi bộ. Với hình ảnh trên, bác sĩ Nguyễn Thị Huế là người chụp bức ảnh này cũng mong cộng đồng nên suy xét nhiều khía cạnh khác nhau. Người chia sẻ cũng chỉ có ý nghĩ chia sẻ bức ảnh của mùa dịch.